Dạ hello anh em ơi, cuối cùng là cũng xong. Cây đàn này là cây đàn của anh Nhân. Anh Nhân ở An Giang. Anh Nhân không có lên đây được cho nên anh Nhân gửi bưu điện hay về hàng tiết kiệm đó, là đến là để cho em gắn cây quy xong rồi em test âm thanh cho chỉnh chu ngon lành hết rồi em sẽ gửi về, đóng gói gửi về cho anh Nhân lại. EQ này là EQ M2 khứ của Lamenco anh em, cũng ba nấm nè, em review nhiều lắm rồi. Không kỳ đàn nào lên em cũng test lên để cho anh em có thể nghe được nhiều dòng đàn khác nhau, cái âm thanh nó có ra khác nhau đó. Và bên cạnh đó là ví dụ như mấy anh em nào mà ở xa nhưng mà có những anh em mà không biết gửi bà ở đâu hết, nhà xe thì không có, rồi gửi bưu điện thì xa xôi quá, giao hàng tiết kiệm không biết phải gửi sao, thì anh em cứ yên tâm, anh em cứ cho cái địa chỉ của anh em ha, cho bên shop Bảo Guitar em nè, rồi em sẽ tự đặt, rồi cái bên người ta giao nhận hàng người ta sẽ tự tới nhà của anh em luôn. Anh em chỉ cần đóng gói cây đàn xong là tới khi anh em cho thông tin á, rồi cái người giao nhận hàng đó, người ta sẽ gọi cho anh em và người ta sẽ lấy hàng đi lên đây, người ta gửi cho em xong cái rồi như anh em biết đó, thì em làm chỉnh chu cho một cây đàn cho anh em xong em sẽ gửi về cho anh em. Anh em không cần phải đi đến đâu để gửi hết, ngồi tại nhà thôi, chỉ cần nhưng mà anh em nhớ đóng gói kỹ nha. Ở trên đây em gửi về thì em có đóng gói kỹ lắm mà sợ anh em cái lúc mà gửi lên nhiều khi anh em đóng gói không kỹ thì mấy giao hàng này kia nó nhiều khi nó không có làm không có kỹ cho mình, thì cái đó là cái trường hợp hy hữu cũng có, nhưng mà tốt nhất là anh em nên gói đàn kỹ cho mình, cái đàn yêu thương của mình mà. Rồi bây giờ để em test cái âm mộc cho anh em nghe thử trước nha, rồi sau em sẽ lên cái âm thanh EQ, âm thanh mộc nè. Cũng như biết bao nhiêu clip rồi, em chỉ cái cách dùng là chỉ cần nhắn vô đây mở nguồn thôi, nút nguồn đây nè, 3 giây. Đó. Nó hiện lên cái màu xanh màu tím như này là chính là nó lên rồi nha anh em. Rồi khi mà anh em chơi á thì anh em sẽ dặn, khi mà anh em chơi cái lo nhỏ này nè, này là anh em sẽ cái lo ngoài anh em sẽ dặn cho công suất cho nó muốn gần maximum để cho cái tiếng nó nội lực, cho nghe âm thanh lớn. Rồi anh cái delay, reverb hay chorus thì tùy anh em thôi. Anh em muốn chỉnh làm sao đó, có người thì thích delay nhiều, có người thích delay ít, có người thích chorus, có người thì thích cái tiếng reverb nhiều ít, là tùy anh em. Đó, nhưng mà cái này là do anh em, tùy anh em thôi. Rồi bây giờ em chỉnh lên cho vừa thôi. Đó. Đó là cái tiếng của EQ khi mà EQ là cái tiếng lò gời ở ngoài anh em. Đó, rồi bây giờ mình sẽ test cái âm thanh khi mà lên cái mic cho anh em nha. Phải dắt 6 ly ở đây, nằm đây. Nhìn vô đây. Rồi khi mà anh em mà muốn chơi thì anh em phải tắt cái dặn này lại, dò nhỏ lại. Chứ tại vì cái EQ M2 này được cái là cái tiếng nó lớn lắm anh em mà chỉ cần đẩy lên chừng cỡ volume nè, anh em đẩy lên chừng cỡ khoảng 30% là cái tiếng nghe cực kỳ lớn lao lắm á. Rồi bây giờ để em test âm thanh của cái này lên cho anh em nghe thử một đoạn nha.
đó, mình test ra mọc một đoạn, một test một đoạn lên loa một đoạn nhỏ cho anh em đó, với con loa trên cái con coi music này nè, cho anh em coi rồi là một lần nữa đó. Cái đàn này anh Nhân em đã tút lại canh chỉnh cho anh lại ok cho anh Nhân, anh coi phím nè, em mà làm cái phím là cho anh bạch bông sáng bóng là cho hết, vệ sinh sạch sẽ là cho anh hết đó. Bây giờ chỉ cần đóng gói là gửi về cho anh thôi. Đó. Nha, tiện đây thì anh em nào ở xa nó mà không có dịp nào mà để đi đến để làm đàn cũng như sửa đàn hay là cũng như gắn EQ gì đó, thì anh em có thể gửi, anh em có thể đóng gói xong rồi anh em có thể nhắn tin cho bên Bảo Guitar, rồi bên em sẽ đặt rồi cho cái người giao hàng đó, người ta sẽ tới nhà anh em đấy luôn. Anh em chỉ cần việc chỉ cần ngồi và đưa đàn xong cứ đợi tới ngày nhận đàn thôi. Rồi cảm ơn anh Nhân nha, từ ở nơi An Giang xa xôi đem gửi cái đàn lên đây để cho bên em đó, để gắn cái EQ nâng cấp lên cho cái đàn yêu thương của mình. Một lần nữa cảm ơn anh Nhân. Giờ ở đây em cũng cảm ơn tất cả anh em luôn đã xem clip của em ngày hôm nay, và hẹn anh em lại vào những clip sau nha. Em sẽ có khi nào mà có khách gắn đàn em sẽ test âm thanh để cho anh em nghe nhiều, thật nhiều hơn nữa, nhiều cây đàn hơn nữa. Rồi xin chào anh em.